Bệnh viện Đa khoa Yên Minh với bệnh nhân nữ 18 tuổi với hội chứng heo và viêm suy thận. Xin bên kỹ thuật kết nối với bệnh viện Yên Minh ạ. Vâng, xin mời bệnh viện Yên Minh trình bày bệnh nhân ạ. Vâng, em xin chào các thầy cô ở đội ngoại y và các bạn đồng nghiệp ở trên các đầu cầu ạ. Sau đây thì em xin trình bày bệnh nhân ạ. Và xin mời bệnh viện Liên Minh trình bày luôn ạ. Vâng. Ở bệnh nhân nữ 18 tuổi, địa chỉ ở Gia Vài, Dự Tiến, Yên Minh. Không phải cái này anh ơi. Cái khác rồi. Cái lúc ấy đẩy lên nó. Tôi chia sẻ. Không gì đang đọc đây. Có còn vậy. Đây là Đúng cái slide mà bệnh viện Yên Minh đã chuyển về cho chúng tôi đấy ạ. Vâng, em xin phép được người trình bày ạ. Bệnh nhân nữ 18 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng, dân tộc Mông, địa chỉ ở Gia Vài, Dự Tiến, Yên Minh, vào viện ngày 25 tháng 6. Lý do vào viện là sót rau sau đẻ non. Bệnh sử thì bệnh nhân mang thai khoảng tháng thứ 6, cách vào viện 3 ngày, ở nhà xuất hiện co giật 3 lần, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây. Sau thì đẻ non ra một thai và con chết sau sinh. Cái này thì không rõ là khi mà đẻ ra thì con tình trạng như nào, chỉ biết là con đã chết. Ở nhà thì một ngày nữa thì xuất hiện đau bụng tăng dần kèm sốt nóng thì mới đến viện ạ. Tình trạng lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, mệt, khó thở, sốt nóng, không co giật, da niêm mạc kém hồng, phù nhẹ hai chi dưới, tim nhịp nhanh đều, phổi thì có gian ẩm hai bên, bụng trướng vừa, tử cung co hồi kém, âm đạo có ít máu lẫn sản dịch, mạch 111 lần trên phút, nhiệt độ 38,5 độ C, huyết áp 75 trên 35. Về bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại khoa 7 ngày, thì trong quá trình đấy thì bệnh nhân còn sốt nóng liên tục, nhiệt độ dao động từ 37,6 đến 40 độ. Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, ăn uống được, không khó thở, sốt nhẹ 38 độ C. Trước khi lên hội chẩn thì em đã gặp lại nhiệt độ bệnh nhân còn 37 độ 3. Da niêm mạc kém hồng, vùng đùi thì có nốt xuất huyết dưới da kích thước 2 x 2 cm, màu tím nhạt, tim nhịp đều, phổi có gian ẩm ra hai bên, bụng trướng nhẹ, không có phản ứng thành bụng, mạch 80 lần trên phút, huyết áp 110 trên 60 ạ. Về cận lâm sàng thì ngày đầu tiên vào thì hồng cầu là 3,7, đến ngày hôm nay làm lại 3,4, tiểu cầu lúc vào là 39, sau đó ngày hôm sau là 25, đến ngày 27 là 23, và đến ngày hôm nay làm lại là 47. Về sinh hóa thì ure ngày đầu tiên vào là 27,8, ngày hôm nay làm lại là 23,1, creatinine lúc vào là 357, làm lại hôm nay là 157,9. GOT thì ngày đầu tiên là 264, sau đó thì tăng dần, ngày 27 tháng 6 là 524,1, ngày 29 tháng 6 là 618,7, sau đó thì giảm dần, đến ngày hôm nay làm lại là 168,5. Về GBT lúc vào là 118,2, đến ngày 27 tháng 6 là 163, 29 là 276,9, sau đó giảm dần đến ngày hôm nay thì là 175,9. Về bilirubin toàn phần thì lúc vào là 31,3, sau tăng dần đến 29 tháng 6 là 33,4, ngày hôm nay làm lại là 16,6. Bin trực tiếp lúc vào là 13,1, ngày hôm nay làm lại là 3,0. Về đông máu thì thời gian PT là phần trăm là 70%, INR là 1,4, fibrinogen APTT là 37,8 và fibrinogen là 1,6. Và tất cả những cái thông số là cũng đã nhìn thấy rồi và thì ở trên màn hình rồi thì không cần đọc lại nữa. Và còn CRP hôm mùng 1 tháng 7 là 92,7, ngày sáng nay làm lại 30,9 ạ. Vâng. Siêu âm thì có tử cung to trong buồng tử cung thì cũng là âm, đồ ra dịch 11 mm, các marker về virus là âm tính ạ. Về điều trị thì từ ngày 25 đến ngày 30 thì bọn em sử dụng triazole biotic 2 g một ngày và Cipro Chlorazoxin 400 mg một ngày, có thêm viên pha oxytocin bù dịch điện giải lợi tiểu dịch nuôi dưỡng,
Bệnh nhân thì lúc đầu tiên vào bọn em đã đặt catheter trung tâm trung tâm và bọn em bù dịch theo phác đồ. CP lúc đầu tiên đo là dương 2, sau bù dịch khoảng 1 tiếng thì lên được dương 6 và huyết áp lúc đấy là 90/60 thì em bù dịch tiếp tục theo phác đồ. Và bệnh nhân thì đến sáng 1 tháng 7 thì bệnh nhân có sốt cao 40 độ thì em đã đổi kháng sinh, chuyển sang cefepime-aerosol cộng sulbactam 4 gram một ngày, chloramphenicol 2 gram một ngày, metronidazole 1,5 gram một ngày trên 3 lần ạ. Về chuẩn đoán là bệnh nhân nó hội chứng heo, viêm phổi suy gan cấp, suy thận cấp, sót rau sau đẻ non. Câu hỏi ở đây em xin hỏi là cái chuẩn đoán này đã phù hợp với lại bệnh cảnh của bệnh nhân chưa? Và cái hướng xử trí với bệnh nhân này thì như vậy thì bọn em đã xử trí được chưa? Và cái kháng sinh mà mình dùng ngay từ đầu ấy, thì đã hợp lý chưa ạ? Xin cảm ơn. Vâng. Về đoán những cái câu hỏi của em thì xin mời bác sĩ Nguyễn Bích Vân của bộ môn sản khoa Trường Đại học Hà Nội xin trả lời giúp. Vâng, mời cô ạ. Vâng, xin kính chào các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Cô nói gần về micro hơn chút. Alo, các bạn nghe được chưa ạ? Vâng, xin kính chào các thầy, các cô và các anh chị đồng nghiệp. Thì tôi cũng đi luôn vào câu hỏi của các bạn. Thứ nhất là cái trường hợp này thì bệnh nhân đã đẻ rồi. Và cái chẩn đoán đầu tiên mà các bạn đặt ra là hội chứng heo thì không phù hợp lắm. Lý do là sao? Bởi vì hội chứng heo nó là một trong những cái biến chứng nặng của tiền sản giật. Thì cái đầu tiên của hội chứng heo là bắt buộc nó phải có trên nền một cái tiền sản giật. Và với ba cái dấu hiệu rất kinh điển, tức là phù, tăng huyết áp và protein niệu. Thế thì trong trường hợp bệnh nhân này từ đầu đến giờ trong tất cả các báo cáo các ngày các bạn thì không có lúc nào nói đến tình trạng cao huyết áp cao cả. Đấy. Là thứ nhất. Thứ hai là thông thường nếu như trong các trường hợp mà hội chứng heo thì khi mà nguyên nhân là do cái thai và khi thai mà đã ra thì các dấu hiệu lâm sàng nó sẽ nhẹ dần đi. Thế nhưng trong trường hợp này các dấu hiệu lâm sàng thì tăng nặng dần. Đấy là thứ hai. Cái thứ ba, một trong những cái triệu chứng của hội chứng heo đó là cái tan máu. Thế thì tan máu và nó dẫn đến là giảm tiểu cầu. Thế thì có lẽ tôi nghĩ rằng các bạn nghĩ ở đây cái tình trạng giảm tiểu cầu của bệnh nhân cứ nặng dần lên mà các bạn nghĩ hội chứng heo. Nhưng tuy nhiên thực tế là nếu như trong trường hợp hội chứng heo giảm tiểu cầu do nó tan máu thì cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy ở trên tiêu bản của máu ngoại vi nó sẽ có mảnh vỡ hồng cầu. Đấy, cái trong trường hợp này là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái bilirubin toàn phần nó sẽ tăng rất là cao, tối thiểu phải tăng gấp 3 lần. Và men gan của bệnh nhân cũng phải tăng gấp 3 lần đến 4 lần. Nhưng ở trong trường hợp này tôi thấy cái men gan, tình trạng men gan của bệnh nhân tăng cũng không nhiều. Cái mà nổi bật lên ở bệnh nhân này đấy là cái đẻ, mà nếu như tôi không nhầm các bạn nói là trường hợp này đẻ ở nhà đúng không ạ? Bệnh nhân này đẻ ở nhà hay ở viện và sau đẻ có kiểm soát tử cung không? Mời bệnh viện Yên Minh ạ, bệnh viện Yên Minh nghe đâu ạ? Các thầy có nghe không ạ? Bệnh nhân này thì đẻ ở nhà và sau khi mà đẻ một ngày đến viện ạ. Có kiểm soát tử cung lại không em? Ở lúc vào đầu tiên thì em chưa kiểm soát tại vì cái tình trạng huyết áp bệnh nhân tụt. Ok, được có 73/75. Ok, hiểu rồi. Bởi vì trong tất cả các trường hợp đẻ non thì về nguyên tắc bao giờ chúng ta cũng phải kiểm soát tử cung vì nguy cơ sót rau là rất cao. Vì cho nên cái chẩn đoán cuối cùng mà các bạn đặt xuống cuối cùng thì tôi đặt lên đầu tiên. Tôi nghĩ trường hợp này nhiều khả năng là đây là một cái nhiễm khuẩn hậu sản trên cơ địa của một cái trên cái cơ sở là một cái sót rau sau đẻ non. Thế thì việc mà các bạn điều trị từ hôm nọ đến giờ thì cũng không phải là không đúng hướng. Thì trong trường hợp như thế này thì nếu như bây giờ các bạn có thể tình trạng bệnh nhân sốt cả tuần nay chưa cải thiện thì chúng ta phải thay đổi kháng sinh. Với nguyên tắc là kháng sinh liều cao phổ rộng kết hợp và đặc biệt là phải sử dụng các loại kháng sinh mà nó nhạy cảm với cả gram dương và cái nhóm phối hợp với nhóm quinolone. Là thứ nhất, thứ hai là nếu như trong sau khi mà các bạn kiểm soát được hạ được nhiệt độ và chúng ta đã dùng kháng sinh bao vây được thì tốt nhất là nên hút lại cái buồng tử cung và gửi giải phẫu bệnh lý. Đấy, thì mới có thể giải quyết được. Chứ nếu như có sót rau và còn những cái ổ các bạn siêu âm là ở cổ tử cung ấy, ở đoạn dưới nó còn cái khối tăng âm thì tôi cũng có nhiều khả năng nghĩ đến có thể sót rau ở đấy. Thì nếu như chúng ta chưa lấy được cái ổ nhiễm khuẩn đi thì các bạn điều trị mãi nó cũng không hết được. Thế nếu như các bạn đánh giá lại mà tình trạng bệnh nhân ổn, sốt hết rồi và kháng sinh chúng ta dùng đủ ngày rồi, bây giờ 7 ngày dùng kháng sinh thì cũng tương đối rồi, thì các bạn hút cái buồng tử cung đi. Thế còn những cái rối loạn về men gan, rối loạn về chức năng gan thận thì cái này xin nhờ thầy Hải bên hồi sức cho thêm ý kiến ạ. Vâng, thế cái hình ảnh siêu âm lúc nãy đưa lên là hình ảnh siêu âm từ ngày hôm nào đấy ạ? Dạ vâng, cái hình ảnh siêu âm đầu tiên đưa lên là cái hôm đầu tiên vào ạ. Và có một cái hình ảnh siêu âm tiếp theo là ngày hôm qua.
bệnh viện Liên Minh có thể làm lại một cái siêu âm khác để chuyển lên không ạ? Theo yêu cầu của cô Vân đúng không ạ? Em cô Vân làm cái yêu cầu siêu mà nó có cái hình ảnh mà em mô tả ấy là cái đoạn tăng âm ở đoạn dưới tử cung ấy. Chứ còn cái ở buồng tử cung niêm mạc 8 thì ok rồi. Nhưng cái hình ảnh mà các bạn mô tả là có khối tăng âm ấy thì tôi muốn xem cái hình ảnh đấy một chút. Và tôi muốn hỏi thêm các bạn là cái này khám trong cổ tử cung nó còn mở không hay đóng rồi? Vâng, xin mời bạn Liên Minh. Vâng, em thưa cô là cái hình ảnh siêu âm của ngày hôm qua thì là ở cái hình dưới cô ạ. Đây là hình ảnh siêu âm ngày đầu tiên. Và cho hình ảnh tiếp theo. Vâng, xin cho hình ảnh siêu âm lên trên. Cái này là dịch cùng đồ. Còn ảnh nữa. Còn một ảnh nữa. Mời thầy Linh ạ. Đây, trong cái thầy cho làm sao đấy này. Một vài ý kiến về hình ảnh siêu âm này. Vâng. Trên cái ảnh siêu âm này nếu mà nhìn chúng ta nhìn kỹ thì cái đường nội mạc và cái buồng tử cung của bệnh nhân thì khá là mỏng, không có vấn đề gì đâu. Đây là hoàn toàn đây là phần cơ của tử cung nó giãn sau đẻ thôi ạ. Em nếu mà cái hình này mà các bạn cắt nó đã đại diện cho toàn bộ cái buồng tử cung nó đều có hình ảnh như thế này thì cũng không nghĩ đến là có sót rau đâu. Xin được cái hình tiếp theo. Vâng, như này có khi là chắc là phải làm lại một cái siêu âm khác theo yêu cầu của cô Vân thì chúng ta mới nhìn rõ được. Vâng. Bên bệnh viện Yên Minh có thể cái đã kết nối cái siêu âm truyền trực tiếp về Đại học Hà Nội được chưa ạ? Bên kỹ thuật. Dạ, thưa các thầy cô là có thể đưa bệnh nhân xuống làm siêu âm truyền trực tiếp ở đây được không ạ? Sao thế? Ấn được. Vâng, thưa các thầy là ở phòng siêu âm thì bọn em chưa kết nối được với lại hệ thống ạ. Và cái tình trạng của tử cung thì chiều hôm qua thì bọn em đã can thiệp vào buồng tử cung và đã lấy hết được những cái tổ chức ra ngoài ạ. Tức là cũng có hình trạng sót rau chứ đúng không? Như vậy chúng ta phải báo cáo luôn cái hình trạng đó về cái hôm qua can thiệp vào là như thế nào và phải trình bày luôn chứ đúng không? Vâng. Vậy thì cái kết quả ngày hôm qua can thiệp như thế nào? Mời anh báo cáo luôn đấy ạ. Ngày hôm qua sau khi can thiệp xong thì và dùng cái kháng sinh thay đổi thì bệnh nhân hiện tại đã hết cuộc xong thì đã hết sốt ạ. Vâng, thế có đúng cái chuẩn đoán của cô Vân là cái sốt sau không ạ? Dạ có ạ, chính xác ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin mời thầy Hải ạ. Thầy cho ý kiến về cái điều trị ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị đồng nghiệp. Thì trước tiên là chúc mừng bệnh viện, chúc mừng bệnh nhân vì tôi thấy là ngày hôm nay báo cáo thì nó bệnh nhân đã gần như là ổn định sau khi đã chúng ta đã xử trí chúng ta đã đúng hướng. Về phương diện hồi sức cấp cứu thì ban đầu vào các bạn mô tả ở đây thì nó cũng không giống như là một tình trạng hồi sức lắm. Tuy nhiên là vừa thấy báo cáo thì có cả tụt huyết áp rồi tình trạng mệt mỏi như này thì cộng tại tình trạng nhiễm trùng rõ thì các bạn cũng đã xử trí truyền dịch dùng kháng sinh như một cái nhiễm khuẩn nặng như này và duy trì được huyết áp và các tình trạng của bệnh nhân, các tạng của bệnh nhân tốt dần như này là rất là tốt thì cũng không có nhiều việc để nói nữa. Tuy nhiên là để phải nói rằng để chẩn đoán là để bình phẩm một chút thì trong hồi sức cấp cứu người ta cái hội chứng HELLP thì nó rất là khó phân biệt với lại cái hội chứng TTP hoặc là HUS. Thứ hai cái tình hình thái gọi là có giảm tiểu cầu và tăng ure. Nhưng hai cái bệnh trên thì thường là có cái nền sẵn và cũng có thể trên nền là bệnh nhân sau đẻ. Tuy nhiên là hai cái hội chứng trên thì chúng ta cần phải cái điều trị hồi sức nó tích cực hơn thì mới may ra có tốt hơn được. Nhưng mà điều trị chủ yếu vẫn là thay huyết tương hoặc là lọc máu. Thì còn trong cái trường hợp này thì chúng ta chẳng làm gì cả về cái hai cái cách đó. Và bệnh nhân có diễn biến một cách tự nhiên và chúng ta
cũng điều trị tích cực theo hướng là nhiễm khuẩn huyết thì bệnh nhân ổn hơn. Thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí với lại cô Vân là khả năng đó là bệnh nhân có một cái tình trạng nhiễm trùng hậu sản, và chúng ta điều trị đúng hướng thì bệnh nhân cũng tốt hơn. Đặc biệt trong đó là cái câu việc là chúng ta đã dùng kháng sinh bên cạnh là lấy được cái chỗ ổ, giải quyết được cái ổ nhiễm khuẩn tại buồng tử cung. Còn hôm nay chúng ta có thêm viêm phổi, nhưng mà tôi thấy rất thiếu mấy cái dữ kiện, như là bệnh nhân chẳng có thấy X quang phổi gì cả. Nếu chúng ta dần đoán là và tan máu thì không thể. Bệnh viện Liên Minh có chuyển được hình ảnh X quang phổi lên ạ. Vâng. Thì cũng không thấy có hình ảnh tan bên máu. Kỹ thuật có hình ảnh thông qua phổi. Cái như cô Vân cũng đã nói rồi, tức là cái mấy cái hội chứng mà chúng ta nói thì cũng không phù hợp lắm. Vậy là chúc mừng bệnh viện Yên Minh cũng như là chúc mừng bệnh nhân đã được bác sĩ điều trị rất là phù hợp. Vâng ạ, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy Hải. Như vậy là đối với những cái trường hợp mà như thế này thì chúng ta cũng không nên nghĩ đến những cái hội chứng mà nó quá hiếm gặp, đúng không? Không phải là hiếm, nhưng mà nên nghĩ đến cái bệnh thông thường trước. Giống như là chúng ta cũng đã xử trí như vậy. Bên bệnh viện Yên Minh có còn câu hỏi gì không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn. Em cảm ơn các thầy ạ. Hiện tại thì bọn em vâng, em cảm ơn các thầy, bọn em không có. Vâng ạ, em xin phép có ý kiến một chút ạ. Cái này thì em cũng đồng ý với chị Vân và anh Hải. Vâng, về cái chẩn đoán là sợ là sốc nhiễm khuẩn, và với cái biểu hiện mà bệnh nhân có suy thận, suy gan kèm theo có vàng da tan huyết như thế này, hạ tiểu cầu, thì phần lớn ở bên bọn em mà hay gặp đấy là nhiễm trùng huyết do E. coli ạ. Và những cái trường hợp như thế này, nếu mà nhiễm trùng huyết E. coli mà nghi ngờ nhiều khả năng kháng thuốc thì chắc là cái việc mà dùng như của các bạn là dùng ceftriaxone thì nó cũng chưa ổn lắm ạ. Thì chắc là cái này phải dùng nhóm carbapenem thì hợp lý hơn. Thì em nghĩ là cái này mình nên tập trung vào đúng gram âm, và cái chủ yếu sẽ là E. coli ạ, thì sẽ hợp lý hơn là với cái này ạ. Vâng. Vâng, bệnh viện Yên Minh chúng ta đang dùng kháng sinh gì cho bệnh nhân ạ? Hiện tại thì bọn em đã đổi sang cefepime-azole và sulbactam 4g một ngày, và metronidazole và chlorampheniramine cô ạ, 2g một ngày ạ. Vâng, thì nếu mà đổi sang cefepime-azole mà bệnh nhân có thể vẫn tiếp tục dùng được ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Vâng, xin cảm ơn cô Ngân ạ. Vâng. Bổ sung về việc kháng sinh, khi các bác sĩ cho báo cáo đây thì nên mô tả kháng sinh là cái tên gốc ấy, đừng nên generic như này, các bác sĩ tìm mãi trên mạng không hiểu được kháng sinh gì. Xin cảm ơn ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Xin được chia tay với Bệnh viện Đa khoa Yên Minh.